Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 5 tháng 8, thông tin về ngày truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ mở đầu chương trình Ngày này năm xưa của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, hơn 50 năm đã trôi qua, ý nghĩa chiến công đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 trong cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, của quân chủng Hải quân, quân chủng phòng không không quân, quân và dân miền Bắc vẫn còn nguyên giá trị. Năm 1964, đế quốc Mỹ liên tiếp thất bại trong cuộc chiến tranh đặc biệt ở miền Nam. Để gỡ thế bí, chúng âm mưu phát động cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc, hòng làm lung lay ý chí quyết tâm chiến đấu của quân dân ta, ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam. Với âm mưu đó, đêm ngày 4 tháng 8 năm 1964, chính quyền Mỹ dựng lên câu chuyện sự kiện Vịnh Bắc Bộ, vu cáo hải quân Việt Nam tấn công, khiêu khích tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi thuộc hải phận quốc tế. Lấy cớ đó, ngày 5 tháng 8 năm 1964, chúng cho ném bom 4 căn cứ hải quân ta thuộc địa phận sông Danh, Quảng Bình, Cửa Hội, Nghệ An, Lạc Trưởng, Thanh Hóa và Hòn Gai ở Quảng Ninh. Hải quân và nhân dân ta đã phối hợp với nhân dân các địa phương đã giáng trả bom Mỹ, đánh thắng trận đầu rất vẻ vang, bắn rơi 8 máy bay, 3 chiếc bị thương khác và bắt sống một tên giặc lái. Trận đầu đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc có ảnh hưởng rất to lớn. Từ đó, ngày 5 tháng 8 trở thành ngày truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tạ Uyên là một nhà cách mạng Việt Nam. Ông là một trong ba bí thư chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Ninh Bình và từng là bí thư xứ ủy Nam Kỳ. Ông còn có tên là Châu Sương, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1898 tại làng Côi Trì, Tổng Yên Mô, nay thuộc địa phận xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Tạ Uyên là một trong những lớp người đầu tiên ở Ninh Bình được tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin. Sau khi được giác ngộ, đồng chí hăng hái tuyên truyền, vận động xây dựng cơ sở cách mạng, cơ sở đảng ở nhiều nơi trong tỉnh, góp phần tích cực đặt nền móng phát triển phong trào cách mạng của tỉnh Ninh Bình. Bị đế quốc Pháp bắt đẩy đi Côn Đảo, trong tù, đồng chí Tạ Uyên tham gia chi bộ đảng, kiên cường đấu tranh và vận động người tù cùng chống lại mọi âm mưu phá hoại cơ sở cách mạng của đế quốc, giữ bí mật cách mạng. Thoát khỏi nhà tù đế quốc, đồng chí Tạ Uyên tiếp tục hoạt động cách mạng và được bầu làm bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long, rồi bí thư liên tỉnh Cần Thơ, phụ trách các tỉnh Nam Bộ. Với bản lĩnh và trí tuệ của mình, đồng chí Tạ Uyên từng bước phục hồi các cơ sở cách mạng ở nhiều tỉnh Nam Bộ. Trên cương vị bí thư xứ ủy Nam Kỳ, đồng chí trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23 tháng 11 năm 1940, bị địch bắt và anh dũng hy sinh trong nhà tù đế quốc. Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của người chiến sĩ Cộng sản Trung Kiên, tên của ông được đặt cho nhiều đường phố ở các đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình. Nhà tưởng niệm ông được xây dựng tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ngày 5 tháng 8, tạp chí Đỏ, tiền thân của tạp chí Cộng sản do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã chính thức ra số đầu tiên. Thực hiện nghị quyết của hội nghị thành lập đảng, tạp chí Đỏ được xuất bản mà người sáng lập và chủ biên đầu tiên là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Tạp chí Đỏ số 1 ra mắt bạn đọc ngày 5 tháng 8 năm 1930 với khổ 13x19cm, chữ đánh máy, in Romeo. Tạp chí Đỏ số 1 dành toàn bộ nội dung nói về bí mật trong công tác với lối viết ngắn gọn, theo lối đặt câu hỏi và tự trả lời. Bài Bí mật công tác đã đăng suốt 12 trang báo đề cập tới các vấn đề, vì sao phải bí mật, vì sao các cơ quan bình thường bị bắt, các khuynh hướng sai lầm đối với vấn đề giữ bí mật. Tiếp đó, bài viết nêu rõ 12 điều khuôn phép của công việc bí mật và nêu vắn tắt 10 cách bí mật cần lưu ý, cần tùy hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến cho khéo. Trong năm đầu, đảng vừa mới thành lập, phần đông các cán bộ, đảng viên còn bỡ ngỡ trong hoạt động, lại chưa hiểu biết gì mấy về chủ nghĩa Mác Lênin. Tạp chí Đỏ đã có tác dụng tích cực trong việc hướng dẫn nhận thức, hướng dẫn công tác cho cán bộ, đảng viên. Tuy về nội dung và hình thức còn đơn giản, do phải thích ứng với điều kiện đảng mới thành lập và còn hoạt động bí mật, tạp chí Đỏ đã mang tính chất một tạp chí lý luận của đảng, ở chỗ nó không làm nhiệm vụ thông tin như các tờ báo, mà chủ yếu nó hướng dẫn nhận thức, nâng cao trình độ hiểu biết trong hoạt động cách mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Ngày này năm xưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.